Rồi, xin chào anh em. Tiếp theo của video này thì mình muốn giới thiệu mấy anh em cũng như là giải đáp một số anh em có thắc mắc là tại làm sao mà cái quan tướng của mình ấy. Đây mình ví dụ này. Đấy, tại làm sao cái quan tướng Zoro này chẳng hạn này, cái kỹ năng của mình này có cái chữ SP này này. Đấy, ví dụ kỹ năng 1 này, kỹ năng 2, kỹ năng 3, 4 của mình đều có chữ SP này. Mà trong khi đó ví dụ như con Fujitora này. Đấy là nó không có này, thuần là chỉ là level 3 này thôi. Thì ở đây thì không biết là anh em mấy cái server đầu của game Việt ấy nó đã update cái chế độ này chưa, nhưng mà nếu ở bên server Trung Quốc ấy thì nó update cái chế độ này, tức là khi mà con tướng anh em nâng đến 6 sao nhá. Đấy, ví dụ này, ở đây là Marco này. Đấy, anh em nâng đến 6 sao này thì vào dòng thứ 3 này. Đấy thì anh em thấy chưa? Nó sẽ hiện cái dòng SP đây này, ở dưới này. Nhưng mà tuy nhiên mà để mà nâng được SP này thì anh em phải nâng được nó lên là 8 sao. Đấy, đây ví dụ mình 9 sao chẳng hạn đã nâng được rồi, hoặc là 8 sao anh em sẽ nâng được để mở các kỹ năng SP này nhá. Đây ví dụ kỹ năng SP của cái thằng ví dụ đây nó gần như là cái trang bị của quân tướng đấy này. Ví dụ như Phanh Kỳ đại tướng quân thì trang bị cái sừng này. Bây giờ mình mở cho anh em xem nhá. Đấy ví dụ này, mở ra này. Đấy, level 0 thì mở ra như này nó sẽ tăng công này, tăng thủ này, tăng tốc này. Đấy, và tăng công, máu, thủ và tốc. Đấy là đầu tiên nó được như này đó nhá. Nhưng mà hiện nay là các kỹ năng anh em để ý này vẫn level 3 này, thấy chưa? Thì bây giờ anh em lại phải nâng nó lên. Đấy, để mà nâng được nó lên ấy thì đầu tiên là anh em hãy vào cái bên trái này. Đấy, được chưa? Đây là cái nguyên liệu để anh em có thể nâng cái kỹ năng của anh em lên SP. Đấy, ví dụ đây này, anh em phải nâng lần lượt từ kỹ năng 1 đến kỹ năng 4 thì nó mới mở hết được. Đấy, ví dụ đây là cái phôi của nó này thì cần một copy này. Đấy, một tướng cùng hệ này. Đấy, và hai tướng 5 sao bất kỳ để anh em mở cái SP đầu tiên. Đấy, ví dụ như thế. Đây, ví dụ con Luffy này. À đây, ví dụ Rengar này nhá. Đấy, cũng mình mới mở được cái kỹ năng SP1 này thôi. Đấy, thì ở đây nó hiện kỹ năng 1 này, SP1 này. Được chưa? Còn ví dụ như con Zoro này mình mở được hết rồi thì là kỹ năng của mình là đều SP cả. Sau khi anh em đã mở được hết SP đều level 1 như này thì trong đó ở lại quay lại cái chỗ đó nhá. Đấy, lại quay lại chỗ đó thì anh em có thể lựa chọn bất kỳ là nâng một trong các kỹ năng, ưu tiên nâng một trong các kỹ năng lên các level cao hơn. Ví dụ như con Zoro này ở đây thì mình nâng cái kỹ skill 1 của nó ấy là mình nâng lên level 3 rồi này. Đấy, anh em để ý chưa? Thì cái kỹ năng SP này nó sẽ max tối đa một kỹ năng là 4 level. Đấy, anh em có thể để ý nhá. Đây của mình đã nâng đến level 3 thì cứ mỗi một mức kỹ năng thì nó sẽ tăng về cái sát thương này, tăng về cái phần trăm đòn đánh chẳng hạn, và tăng thêm các kỹ năng ngoài. Đấy, ví dụ như con Zoro này ở cái kỹ năng 4 này, anh em có thể đối chiếu so với kỹ năng 4 với cái level 4, level 3 của nó nhá. Đấy, cùng 30% này, nhưng mà ở đây nó có thêm một cái dòng nữa ở bên dưới này. Đấy, 40 tăng thêm 40% gì đó này và 50% gì đó này. Đây mình chưa nâng lên, mình chưa dịch. Đấy, tức là khi anh em nâng lên thì nó sẽ cộng thêm nhiều. Hoặc là ví dụ đối chiếu con Rengar nhá. Ví dụ Rengar level 3 này, bình thường là 163% công này, sát thương này, có 66% là phản kích này, đúng không? Thì ví dụ chuyển sang bên này. Đấy, chuyển sang bên này. Ví dụ kỹ năng SP của nó này thì level 1 này, anh em thấy này, là 170%, tức là đã cao hơn kia. Còn về phần trăm phản kích là 66. Đấy, nhưng nếu mà ví dụ anh em nâng lên level 4 này thì anh em có thể để ý là phần trăm phản kích nó sẽ là 75%. Đấy, đấy là như vậy. Thì cái phôi thì anh em để ý nhá. Ví dụ cái phôi này. Đấy, cái phôi ví dụ đang kỹ năng ở level 1 mà anh em muốn nâng lên level 2 thì anh em ấn vào cái dấu cộng này, SP này. Đấy, ấn vào dấu cộng này. Đấy, thì anh em ở đây nó cần nguyên liệu này. Đấy, quần nguyên liệu là đá. Thì cái đá này thì mình phải nâng hết SP lên. Đây thì mình ví dụ xem nào. Đấy, cái này thì mình lại phải nâng theo như này này. Cứ mỗi một lần anh em nâng ở cái bên trái này này. Đấy, nâng lên một level kỹ năng này thì anh em sẽ nhận được một cái viên đá này. Và có một viên đá này thì anh em sẽ có thể chọn. Đấy, nâng cái kỹ năng tùy thích. Đấy, ở đây là mình mới được 2/12 viên đá tất cả. Tức là tổng một con tướng muốn nâng full hết tất cả level 4 thì là cần 12 viên đá. Thì ở đây là mình mới được có 2/12 thì mình tập trung nâng hết vào cái kỹ năng 1 của con Zoro này này thì là được level 3. Đấy, thì anh em để ý như thế nhá. Đấy là một cái điểm mới. Đấy, không biết là bên server Việt đã có cái nội dung này chưa thì anh em để ý. Thì muốn được như này thì đầu tiên để anh em có thể mở hết được cái khóa của cái SP level 1 này thì cần phút ở đây nhá là
Food thì mình không nói, nhưng mà copy thì anh em tích cho mình sẵn 3 copy nhá. Ví dụ như là anh em muốn con Fuji Toza của mình này, muốn nâng đủ lên SP của 4 kỹ năng này thì anh em chuẩn bị sẵn cho mình là 4 con Fuji Toza copy và các food bên ngoài. Thì cái đấy thì tùy từng kỹ năng thì để anh em chuẩn bị cho đầy đủ nhá. Đấy là giới thiệu anh em thêm một cái tính năng như vậy để anh em nắm. Rồi xin chào anh em nhé.